Xin được kính chào quý gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên chúng tôi xin gửi tới quý gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời của tuổi Giáp Thân 1944 nữ mạng. Trải qua gần 80 mùa xuân của cuộc đời, các bậc lão thành có lẽ không mong mỏi gì hơn một cuộc sống an nhàn, khỏe mạnh, sum vầy bên con cháu, người thân. Và nếu bạn là người con, người cháu có bà mẹ sinh năm 1944 đang hữu duyên xem được video này của chúng tôi thì hãy chia sẻ với người thân của mình để cùng nhau chiêm nghiệm lại những năm tháng cuộc đời. Và đặc biệt, đừng bao giờ quên biếu những bậc sinh thành ra mình những món quà ý nghĩa. Phong thủy Gia Cát gợi ý cho bạn pháp khí hàng đầu của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh, giúp khai mở phúc đức, gia tăng sức khỏe, mang lại bình an và may mắn cho người dùng. Tử vi trọn đời 1944, gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng có cung mệnh thuộc cung Khôn, mạng Tuyền Trung Thủy, nước trong giếng, xương con khỉ, tướng tinh con heo, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta hãy cùng với quý gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 1999 nữ mạng chiêm nghiệm lại cuộc đời mình qua bài thơ sau. Giáp Thân mạng thủy số này, nước ở trong giếng họ Đồn chẳng sai. Nếu nàng sanh đặng thu đông, giàu nghèo cũng sướng bởi sanh thuận mùa. Xuân hạ, sanh ra cực phần, như cây rụng lá, như cua gãy càng. Lỗi sanh vất vả và bần hàn, không ai nương tựa ngó ngàng đến ta. Số cô chắc trở tư bề, vợ chồng xung khắc thế mà đông con. Lỗi sanh ăn ở thẳng ngay, Phật trời chẳng độ khó lòng mà nên. Số này tiền của có thừa, nếu mà đức tốt cuộc đời giàu sang. Tổng quan, tuổi Giáp Thân có nhiều lần thay đổi về cuộc sống, số phận có phần lên cao về danh vọng nếu có theo đuổi về vấn đề này. Tiền vận cũng có nhiều triển vọng trong tài lộc, công danh và phúc đức tình duyên hậu vận thì an nhàn sung sướng hơn nhiều. Vào trung vận, công danh có phần lên cao và có khả năng đạt thành tựu về số phận. Tóm lại, tuổi Giáp Thân nhiều triển vọng trong cuộc đời, số có phúc đức và hưởng được sự giàu sang phú quý. Nhìn chung tuổi này cuộc sống bình ổn, không lên quá cao mà cũng không xuống quá thấp. Số hưởng thọ trung bình từ 59 đến 68 tuổi là dự đoán ở mức tối đa. Nhưng nếu có làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm niên kỷ. Như vậy nếu quý gia chủ Giáp Thân sinh năm 1944 đang bước vào giai đoạn trung thọ đến thượng thọ thì xin chúc mừng. Quý gia chủ là những người vô cùng phước phần để gia tăng phước khí, sống khỏe mạnh dài lâu, làm phúc cho con cháu. Quý gia chủ nên mang theo bên mình Bát Bảo Tâm Kinh, pháp khí phong thủy, chiêu phúc, nạp tài, khai vận đại cát, được thiết kế hoàn toàn dựa trên biểu tượng và kinh Phật. Bát Bảo Tâm Kinh mang sức mạnh Phật Pháp rất lớn. Mặt trước là 8 phát bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa như sau. Bánh xe Pháp Luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo Bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng Phan, vận dụng sa cơ của tầng lớp quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo Cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp Loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô Tận Kết Bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch Liên Hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song Ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng sẽ khắc bộ lục tự đại minh chú là câu chuyện có thể tịnh hóa kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế hình ảnh đai sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát để mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, mang lại bình an cát lành cho gia chủ sử dụng. Trên cùng của pháp khí là bộ bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh sôi và sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Chúc quý gia chủ hữu duyên sở hữu được vật phẩm và mọi sự đều được ứng nghiệm tốt lành. Trên đây là phương diện cuộc sống của Giáp Thân 1944. Về tình duyên, tuổi này cần chú ý một số vấn đề sau. Câu chuyện tình cảm của bạn thường không đi đúng với sở nguyện và ý tưởng của mình, có nhiều thương đau về vấn đề này. Trong lòng bao giờ cũng có những u buồn len lỏi về cho cuộc đời. Thế nên gặp nhiều việc không may mắn về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Tuy nhiên tuổi Giáp Thân đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc chia làm 3 trường hợp sau. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn có 3 lần thay đổi. Đó là những tháng 4, 9, 12 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn phải có 2 lần thay đổi. Đó là những tháng 1, 2 năm và 10 âm lịch.
Còn nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc đời của bạn hoàn toàn hạnh phúc, không có thay đổi về tình duyên. Đó là 3, 6, 7, 8 và 11 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến của cuộc đời bạn qua vấn đề tình duyên và hạnh phúc, căn cứ theo tháng sinh của bạn. Thứ ba, về gia đạo công danh. Về phần gia đạo, bạn được yên hòa và nhiều may mắn, cuộc sống ấm êm, công danh có phần sáng tỏ và lên cao. Nếu có theo đuổi về vấn đề này, phần sự nghiệp sẽ hoàn thành vào số tuổi 30 trở đi và tiền bạc được nhiều may mắn, có nhiều triển vọng tốt đẹp, rất dễ dàng có được tiền bạc. Thứ 4, xét tuổi hợp làm ăn. Trong việc làm ăn hay hợp tác giao dịch về vấn đề tiền bạc, bạn nên lựa chọn tuổi hợp với tuổi mình mới thu hoạch nhiều kết quả về tài lộc, tình cảm lẫn công danh. Nếu muốn làm ăn giao dịch tiền bạc khỏi sợ bị thất bại, bạn nên hợp tác làm ăn cộng tác với những tuổi này, giáp thân đồng tuổi, mậu tí, canh dần. Những tuổi này rất thuận và hợp về việc làm ăn với tuổi giáp thân, nên hợp tác với những tuổi trên thì sẽ có lợi, phát đạt về tài lộc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp thân tí thìn để hộ thân phù trợ cho mình trong công việc cuộc sống. Vòng tam hợp thân tí thìn chính là vật phẩm được thiết kế và gia trì công năng chuyên biệt dành cho các gia chủ tuổi thân tí thìn nhằm tăng cường cát vận, bảo trợ thân chủ, mang lại những điều may mắn và thuận lợi. Thứ năm, lựa chọn vợ chồng. Trong việc lựa chọn hôn nhân và hạnh phúc, muốn có sự giàu sang phú quý, tiền bạc dồi dào, bạn nên kết hôn với các tuổi sau đây: giáp thân, mậu tí, canh dần, quý tỵ, nhâm ngọ và tân tỵ. Bạn kết duyên với tuổi giáp thân và mậu tí, bạn có thể phát triển mạnh mẽ về đường tài lộc, tình cảm lẫn công danh. Bạn kết duyên với tuổi canh dần và quý tỵ, cuộc sống của bạn hoàn toàn đầy đủ và có thể tạo dựng được sự giàu sang phú quý trong cuộc đời. Bạn kết duyên với tuổi nhâm ngọ và tân tỵ, cuộc sống của bạn được hoàn toàn sống trong sự giàu sang phú quý, đưa cuộc đời bạn đến mức cao của con đường tài lộc lẫn công danh. Vì những tuổi trên chẳng những thuận hợp về đường tình duyên mà còn hợp về đường tài lộc, nên kết hôn gặp nhiều tốt đẹp và đầy đủ. Nếu bạn kết duyên với những tuổi sau đây, trong cuộc sống của bạn chỉ có thể tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là Bính Tuất, Nhâm Thìn. Hai tuổi trên chỉ hợp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, nên cuộc sống luôn ở mức trung bình mà thôi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, đời sống của bạn có thể trở nên nghèo khổ, cuộc sống bần hàn, làm ăn khó khăn, suốt đời chỉ ở trong cảnh nghèo khổ. Đó là các tuổi Kỷ Sửu, Quý Mùi. Những tuổi trên không hợp với tuổi bạn về đường tình duyên, cũng không hợp về đường tài lộc, nên cuộc đời bạn có khi phải luôn sống trong một cảnh nghèo khổ, khó khăn. Có những năm mà bạn không nên kết hôn, vì kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là 20, 26, 32 và 44. Những năm này kết hôn, bạn phải chịu cảnh xa vắng hay đau khổ về việc lấy chồng. Nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc đời bạn sẽ có nhiều chồng hay số đa phu, đó là 1, 2, 4 và 5 âm lịch. Thứ 6, tuổi đại kỵ. Trong cuộc đời, việc kết duyên cũng như trong việc làm ăn và hợp tác các vấn đề tiền bạc, bạn không nên hợp tác làm ăn với những tuổi này, vì những tuổi này là những tuổi đại xung. Nếu kết duyên hay làm ăn, bạn phải gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Đó là các tuổi Ất Dậu, Đinh Hợi, Tân Mão, Đinh Dậu, Kỷ Hợi và Kỷ Mão. Không nên kết hôn hay làm ăn với những tuổi này không tốt. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về vấn đề tiền bạc. Về vấn đề tình duyên, không nên làm lễ hôn nhân. Về gia đình con cái thì phải cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn và mỗi năm phải mỗi cúng theo sao hạn của từng tuổi. Thứ 7, năm khó khăn nhất. Tuổi giáp thân có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn phải làm ăn không được tốt đẹp, cuộc đời trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, không tạo được nhiều tiền bạc. Đó là những năm ở vào số tuổi 24, 28, 32, 36 tuổi. Những năm này nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật có hao tài. Thứ 8, ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tuổi giáp thân xuất hành vào những ngày giờ sau đây sẽ có nhiều lợi, việc làm ăn được nhiều kết quả tốt đẹp, tiền bạc không thua lỗ, có thể tạo nên nhiều cuộc làm ăn thành công vĩ đại. Đó là xuất hành vào những ngày chẵn, xuất hành theo như trên sẽ gặp nhiều may mắn. Cuối cùng, mời quý gia chủ giáp thân sinh năm 1944 nữ mạng nghe diễn biến từng năm cuộc đời theo các mốc tuổi sau đây. 18 tuổi đến 22 tuổi. Năm 18 tuổi, coi chừng những sự lợi dụng về vấn đề tình cảm của người khác phái. Kỵ đi xa tay đôi có hại, những mối tình của năm 18, 19, 20 đều chỉ là những mối tình thoáng qua mặc dù khá đẹp. Năm 20 tuổi, có thành công khá rõ rệt về vấn đề công danh như thi đậu hoặc kiếm được một sở làm vững chắc có lương lớn. Người yêu lý tưởng là mối tình lớn của đời bạn sẽ xuất hiện vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 âm lịch năm 21 tuổi nhân một cuộc gặp mặt họp vui đông người.
Năm 21 tuổi là năm bạn rất hợp với những chỗ đông người, tài lộc khá. Bạn có thể bất ngờ kết hôn vào đầu năm 22 tuổi và sẽ có hạnh phúc toàn vẹn. Năm 22 tuổi là năm rất vượng phát về vấn đề tình cảm của tuổi bạn, từ 23 đến 30. Năm 23 tuổi có nhiều xui xẻo nên cẩn thận vào những tháng 10, 11, toàn năm làm ăn không được nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 24 tuổi, năm này khá tốt, việc làm ăn phát triển, tài lộc dồi dào, đường công danh có cơ hội lên cao. 25 tuổi, năm trung bình, hạp đi xa làm ăn có nhiều lợi lớn. Năm 26 tuổi, năm này bạn nên cẩn thận về đường tài lộc, cuộc sống có phần đi lên cao và hoàn toàn đầy đủ, nhiều hay đẹp cho cuộc đời. Thành công hoàn toàn về vấn đề tài lộc cũng như cuộc đời, có thể thành công to tát về đường danh vọng. Năm 27 tuổi, năm này có nhiều vượng phát mạnh mẽ về tài lộc cũng như về cuộc đời. Năm 28 tuổi, khá tốt đẹp vào tháng 2 và tháng 3, những tháng khác bình thường coi chừng bệnh hoạn hay hao tài tốn của vào tháng 10 hay 11. Năm 29 tuổi, tốt đẹp cho lắm về đường tài lộc cũng như về vấn đề tình cảm. Toàn năm đều xấu chỉ trừ tháng 7 có tài lộc tốt đôi chút. Năm 30 tuổi, năm này có bệnh vào những tháng 6, 8, 9 và kỵ đi xa hay giao dịch về tiền bạc không được tốt. Năm 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi nhiều hay đẹp về tình cảm cũng như về việc làm ăn, gia đạo có phần rối rắm. Vào tháng 4 thì hao tài, cẩn thận tháng 5 có đầu bệnh, ngoài ra những tháng khác có trung bình, từ năm 32 đến 35 tuổi được trung bình thường. Từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi khá tốt đẹp, cuộc đời có lên cao, cuộc sống hoàn toàn đầy đủ và có nhiều triển vọng. Năm này tạo dựng sự nghiệp thì tốt, có sanh con lại càng quý hơn. Năm 37 tuổi, năm này được khá trong mọi việc làm ăn hay giao dịch về tiền bạc có phần kết quả tốt. Năm 38 tuổi, hơi xung kỵ tuổi, phần tài lộc không được tốt, phần tình cảm cũng có nhiều sứt mẻ. Năm 39 tuổi, năm trung bình, cuộc sống có phần tốt đẹp về tài lộc cũng như về cuộc đời nên cẩn thận về công việc nghề nghiệp lẫn tình cảm và tiền bạc. Năm 40 tuổi, có nhiều hy vọng tốt đẹp về sự nghiệp cũng như về tiền bạc. Năm 41 đến 45 tuổi. Năm 41 tuổi, năm xấu không nên giao dịch tiền bạc hay làm ăn. Năm 42 tuổi, năm có nhiều tốt đẹp về tiền bạc cũng như cuộc sống có phần lên cao. Có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ về tài lộc lẫn tình cảm. Năm 43 tuổi, năm này bạn nên cẩn thận, cuộc sống có phần sung túc vào những tháng 3-4, những tháng cuối năm xấu, có bệnh hoạn, hao tài tốn của. Năm 44 tuổi, không nên đi xa vào những tháng 6 và 8. Việc xuất hành theo những ngày tháng kể trên thì có lợi hơn. Cuối năm quá xấu, làm ăn hay giao dịch bị thất bại, chua cay. Năm 45 tuổi, năm này không tốt đẹp cho mấy, đời sống không thỏa mãn và sung sướng, nhiều lo nghĩ và đau buồn. Từ 46 đến 50, năm 46 tuổi, năm này có nhiều tốt đẹp trong sự làm ăn cũng như về phần gia đạo. Đường công danh và tài lộc có phần kết quả tốt đẹp. Năm 47 tuổi, năm này rất tốt, phần tài lộc và tình cảm đều có vượng phát và tốt đẹp, trừ những tháng cuối năm thì xấu có bệnh hoạn và hao tài. Năm 48 tuổi, năm này có nhiều buồn vui hơn nên cẩn thận vào tháng 9 và coi chừng có đại nạn hay gặp nhiều tốt đẹp về công danh nghề nghiệp. Năm 49 tuổi, đầy đủ và tạm sống được, năm này không có nhiều may mắn. Năm 50 tuổi, năm này làm ăn hay phát triển về vấn đề tiền bạc không được khá và đầy đủ cho lắm. Từ 51 đến 55 tuổi. Năm 51 tuổi, năm này có nhiều tốt đẹp về tình cảm, cuộc sống có phần nghiêng ngửa, tài lộc có phần suy yếu rõ rệt. Năm 52 tuổi, năm này tạm được, tài lộc và tình cảm chỉ ở trong mức độ bình thường mà thôi, nếu lo toan việc tiền bạc, có thể có nhiều bê bối. Năm 53 tuổi, năm này không được tốt đẹp cho lắm, nên cẩn thận về bổn mạng cũng như về cuộc sống, không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc. Năm 54 tuổi, năm này có nhiều triển vọng tốt đẹp về tình cảm. Về phần cái con thì có sự phát triển về công danh cũng như về sự nghiệp và tình cảm. Năm 55 tuổi, năm này có nhiều phúc đức thì mới vượt qua được đại nạn vào tháng 8. Đại xung khắc mùa đông, bổn mạng có phần suy kém vào mùa này. Từ 56 đến 60 tuổi, năm 56 tuổi, năm này có nhiều phiền phức trong cuộc đời nên nhịn nhục và sáng suốt lắm mới vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống. Năm 57 tuổi, năm này bình thường, toàn năm bổn mạng vững, không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời. Năm 58 và 59 tuổi, năm 8 tuổi đại kỵ mùa thu và năm 9 tuổi đại kỵ mùa đông nên cẩn thận vì bổn mạng có phần suy kém tột độ. Năm 60 tuổi, năm trung bình, làm ăn tình cảm gia đạo chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Chúng ta vừa theo dõi tử vi trọn đời của người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng. Với những gì mà Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ trên đây, quý gia chủ Giáp Thân sinh năm 1944 hãy cùng chiêm nghiệm về cuộc đời mình. Nếu thấy bổ ích, hãy theo dõi chúng tôi để nhận được những kiến thức tử vi phong thủy mỗi ngày mới hơn. Và đến giờ phút này thì chúng tôi xin được mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình. Xin mến chào!